Phần tin cập nhật trong ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết là Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự trừng phạt kinh tế lên Iran. Theo tin CNN, mở đầu bài phát biểu tại Tòa Bạch Ốc về tình hình căng thẳng Mỹ-Iran vào trưa thứ Tư 8 tháng 1, Tổng thống Donald Trump khẳng định là không có người Mỹ nào bị thương trong các vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Iran. Binh sĩ Mỹ đều an toàn và chỉ có thiệt hại rất nhỏ ở căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ luôn sẵn sàng đối phó với tất cả. Dường như phía Iran đang lùi bước. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Iran. Ông cũng kêu gọi châu Âu nên tách ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông tiếp tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran là thiếu sót và kêu gọi Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân và chấm dứt hỗ trợ khủng bố. Trong bài phát biểu, Tổng thống nói rằng tất cả các quốc gia trên thế giới phải cùng nhau hướng tới thực hiện một thỏa thuận với Iran, khiến thế giới trở thành một nơi an toàn và hòa bình hơn. Cuối bài phát biểu, Tổng thống nhấn mạnh, Hoa Thịnh Đốn sẵn sàng theo đuổi hòa bình với tất cả những ai đang tìm kiếm hòa bình. Hoa Kỳ mong muốn một tương lai tươi sáng cho Iran, nhưng cũng cảnh báo tên lửa của Hoa Kỳ rất lớn và hiện nay nhiều hỏa tiễn siêu thanh đang được phát triển. CNN cho biết khi Tổng thống Donald Trump phát biểu, đứng bên cạnh ông là các viên chức trong đội ngũ an ninh Tòa Bạch Ốc và nhiều viên chức cao cấp của chính phủ, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper. Theo CNN, thông tin về thương vong hoặc thiệt hại trong vụ tấn công do hai bên công bố là hoàn toàn trái ngược. Ngay trước bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, phía Iran nói rằng 35 hỏa tiễn đạn đạo của họ giết chết 80 lính Mỹ và làm bị thương hơn 200 lính Mỹ khác.